Không biết ngoài kia thế giới yêu nhau kiểu gì, thanh niên xách xe đi dạo thì bắt gặp cảnh tượng sát muối vào tim. Vừa mới chia tay với người yêu được vài ngày và dấn thân vào con đường FA, thanh niên vì quá suy nên xách xe ra đường để đi dạo cho khuây khỏa. Tuy nhiên chưa kịp giải tỏa được nỗi buồn thì lại bắt gặp cảnh tượng khiến anh dài càng thêm suy. Oải cả trưởng, anh dài được chiêm ngưỡng màn phát cơm cờ hó giữa đường, nhưng không phải của cặp trai xinh gái đẹp nào mà là của hai bạn chuột đáng yêu. Ôi trời ơi, hai con chuột đứng hôn nhau âu yếm giữa đường ngọt ngào thế này thì hội cô đơn nào mà chịu cho nổi cơ chứ. Thì ra ngoài kia thế giới yêu nhau kiểu này, lâu rồi có được yêu đâu mà biết. Đã đi về khuya cô đơn trên yên xe mà còn gặp cảnh tượng như trên, như thêm sát muối vào trái tim bé nhỏ của anh. Con tim này mong manh yếu đuối, muốn tàn vỡ làm trăm mảnh. Chẳng phải thành tâm sinh vía chờ màu có người yêu thôi, chứ kiểu này thì mất mặt với các bé chuột quá. Nhiều dân cư mận, nhất là hội FA, sau khi xem màn phát tình yêu của hai con chuột đáng yêu này, đã chợt nhận ra rằng mình còn thua cả chuột. Chính ra mình không bằng con chuột. Đến cả chuột còn có chuột yêu. Chuột còn có đôi có cặp, còn tôi thì... Hay, tuy hơi ác mà gặp mình chạy cho bỏ nhau ra liền. 500 anh em nào mà như anh trai trong video thì nhớ gửi tín hiệu ngay cho vũ trụ để kịp có người yêu và đỡ phải tuổi khỉ khi thấy cảnh cơm cờ hó này nhé. Bạn cảm nhận như thế nào về video này? Hãy chia sẻ cảm nghĩ bên dưới cho chúng mình biết với nhé. Xin cảm ơn sự quan tâm và theo dõi của tất cả các bạn. Đừng quên nhấn like, share và đăng ký kênh để không bỏ lỡ bất kỳ video nào của chúng mình nhé. Chúc các bạn thật nhiều sức khỏe và thật sự thư giãn với Tin Việt 2 phút. Xin chào và hẹn gặp lại.